Bạn từng nghe bài nhạc này trên TikTok bao giờ chưa? Giọng người hát hình như có gì đó như bị ngạt mũi phải không? Bởi sự thật, nó không phải do con người hát, mà là một cái máy đã hát. Đây là bài hát đầu tiên trên thế giới được tạo ra bằng máy tổng hợp giọng nói. Không ngờ video TikTok có thể mang nguyên vẹn giai điệu cách đây 130 năm lan truyền đến chúng ta phải không?